bếp một cái máy súng mở bù lon Milwaukee trực tiếp trên cái xe này là xe Vision hả? Đó, bếp thử 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 giùm em, anh mở con máy này thử Tú. Đó, giờ mở ra nè. Đó, thấy nhẹ chưa, ra rồi đó. Thấy không, giờ dặn vô nè. Rất là ok, thoải mái luôn, cái này chuyện nhỏ rồi, Milwaukee. Rồi, cái con này chịu chìa khóa dưới mở ra. Máy duỗi, đó, quá đơn giản, quá nhẹ nhàng luôn. Máy duỗi nè. Nói chung có này cũng lợi lắm, mình làm được nhiều thứ, bắn giúp rồi. Trời quá đơn giản luôn, giặt cái là ra liền. Rồi, máy xây dựng Hồng Nhiên test tiếp tục mở hết ra những cái này. Rất là đơn giản, mở ra hết luôn rồi siết bắn lại con mới. Đây là anh Tùng Bò. Rồi con bắn lại mới hết, bắn lỗ mới hết. Thoải mái luôn. Đó. Mặt xấu xấu nhưng mà làm cũng được ha. Đó, rất nhẹ nhàng luôn. Ok, ngon lành. Hay quá Tùng ơi. Trên YouTube máy xây dựng Hồng Nhiên. Tụi là mấy chị thấy như test một con máy bù lon không? Nhỏ nhưng mà có vỏ rất là gọn gàng thôi. Nhưng mà cái con này nó chạy từ hàng của Trung Quốc thôi mấy chị, nó mang thương hiệu Milwaukee. Thì đây là hàng Trung Quốc. Pin 5A, nó chạy motor từ không có chổi than. Một cái thân máy thì nó nặng 1,1 kg. Còn cái pin này nó nặng khoảng 550 gram thôi. Tức là một cái bộ như thế này nó nặng đâu đó khoảng 1,6 kg mấy chục á. 1,6 kg mấy chục nha. Thì một bộ như thế này á là nó hai cục pin 5A, tức là pin này 10 cell. Nó là 18M18, tức là nó là 18V. Nó không có như là mấy cái thằng này kia nó ghi là 88V hay là 9872 gì, thật sự nó đều là 18V. Khi mà cạn pin là minimum, khi sạc đầy lên nó là 21V. Tất cả những cái mẫu máy pin này nó là như vậy. Trừ khi là cái Makita đời mới ra giờ hàng xịn đó, nó là 40V mắc, hoặc là đều quá nó có cục pin 60V. Đó là những cái mà 60V thì ampe nó thấp, mà khi về 18V thì ampe nó cao ha. Đó thì nhiều người người ta không có biết đó, người ta thấy cứ ghi cao là người ta nghĩ nó là con cao, thật sự nó không phải ha. Trung Quốc nó muốn ghi gì nó ghi, nhưng mà con này nó ghi là hoàn toàn đúng, là coi như là cái con này nó là 18V, là chuẩn 18V. Thì nó một sạc đế, nó tặng theo cho mình một cái đầu bù lon đó, có phe gài được đàng hoàng, mình không cần thiết phải xài cái này đó. Tặng cho mình một cái dây đeo, nguyên một cái bộ này, nguyên một cái thùng. Thì như thế này như bán 1.400.000 đó, nhưng free ship. Thì giống như là trong cái chương trình như giới thiệu con này, thì trước tiên như sẽ giảm 50.000 trước, tức là 1.350.000 thôi, giảm 50.000. Nhưng sẽ tính cho mấy anh chị trong vòng 1 tuần thì còn hàng, nhưng sẽ giảm, còn hết hàng thì phải đợi lô mới về. Do con này nhưng mới về số lượng không nhiều, nhưng mà nó rất là hot, nhiều người mua. Đặc biệt một cái á, là con này á, nó có một cái đầu bi gài ở đây. Đó, mấy anh chị thấy đầu bi gài. Thông thường những con máy khác anh chị sử dụng không có đầu bi gài ở đây. Nhét cái dít vô tự động gớt xuống vậy nó gớt ra luôn. Con này mình nhét mạnh vô là nó dính lại luôn, anh chị thấy chưa? Đó, nó dính lại luôn. Mình vừa có thể bắn bù lon, hay là mình khoan tường bằng mượn những cái mũi Unica, mình có thể bắn dít tùy ý, mình muốn làm gì cũng được. Nhưng mà nó chuyên dùng là mở bù lon. Thì ở tốc độ 1 á, tốc độ nè, mấy anh chị thấy ở đây nó có tốc độ. Mình thấy ở đây nó đang chạy là tốc độ mạnh, nó sẽ hiện cái đèn xanh ở trên. Mình nhấn ở đây cái, nhấn nhẹ thôi mấy anh chị nha, và nó xuống tốc độ chậm, đây nó chạy yếu. Tốc độ này thì nó chạy chỉ khoảng là từ 0 cho tới khoảng 2.000 vòng thôi. Nhưng mà khi mình nhấn nhẹ cái nó lên tốc độ 2 thì nó chạy 2.400 vòng, nó chạy ở tốc độ cao. Và khi các anh chị đảo chiều ở đây mở ra thì các anh chị thấy không, hết lực là nó ngắt, là ở đây nó nổi cái đèn xanh nè, anh chị thấy nè,
đó, nhưng nhấn nhẹ cái nó tắt cái đèn xanh đó là nó chạy qua, khi mở ra nó hết lực nó vẫn chạy đó. Thì pin các anh chị nhấn ở đây xuống kéo ra thôi, đơn giản. Cái này nó chạy motor từ, không có chổi than. Để làm gì? Thứ nhất là sức mạnh, thứ hai là ít hao pin, tiết kiệm pin. Có thể là một cái con máy như thế này mình làm mà giống như mình mở xe lặt vặt như nó từng bán nhiều người rồi, thì nó phải mấy ngày mới sạc pin ha. Do là nó lợi thế là motor từ, không chổi than. Ở trên đỉnh đầu này là nó có ba cái đèn. Nó ba cái đèn. Cái này nó thiết kế hoàn toàn nhìn nó giống như là Milwaukee, hàng của Mỹ xịn vậy đó. Nhưng mà mấy con đó là một cái loại mắc. Hai pin 5A như thế này, mấy con đó cả chục triệu ha. Thì con này là hàng Trung Quốc thôi. Con này giá nó chỉ có là 1,4 triệu, mà bây giờ nhiên giảm còn 1,350 triệu, được bao ship nữa. Thì các anh chị thấy một cái thùng nó làm đẹp ghê ha. Nó làm với một cái mẫu máy nhìn rất là đẹp, nhìn rất là chắc chắn ha. Thì các anh chị có nhu cầu về cái sản phẩm như thế này thì cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên. Con này được bảo hành 6 tháng luôn cả pin và sạc. Thay vì bình thường những con khác nó chỉ bảo hành thân máy là 6 tháng, pin sạc bảo hành 3 tháng. Duy nhất con này nó bảo hành tăng lên tới là pin sạc tất cả đều là 6 tháng. Đó, thì các anh chị thấy là cái sản phẩm này nó phù hợp thì các anh chị mua. Nó có thể nó mở bánh sau xe tay ga, nhưng mà tùy theo con xe nó mở ra. Những con xe mới nó mở ra, những con xe mà lâu rồi nó không mở ra đâu ha. Với lại là những con ốc nồi thì cái này như bao nó mở ra, ốc nồi là mở ra hết. Nhưng mà con ốc xe tay ga bánh sau phiên 24 đó thì nó mở không ra, có cái nó ra. Những cái xe mới nó mở ra, những cái xe đời cũ nó mở không ra, giống như là xét quá đó. Anh chị có thể là ship vô, dặn ra, mình nhồi một hồi là nó sẽ ra. Đó, về nguyên tắc nó là như vậy. Nó, cái con này 330 Nm/m. Đấy, cái sức mạnh của nó là như vậy. Thì anh chị thấy là cái khả năng nào nó phù hợp thì mình lựa chọn. Nếu mình thấy mua con mới về nó mắc quá, nó dễ mất hay gì đó thì mình mua con rẻ. Hoặc là mình đeo leo máy to mà mình muốn kiếm một con máy bắn dít pin nó trâu, chạy motor từ mà bắn nó lâu hết pin, thì mua con xịn thì tốt rồi, nhưng mà nó quá mắc thì mình phải mua những con như thế này thôi mấy anh chị. Nó rất là phù hợp, thì nhiên bán hàng nó cũng rất là rõ ràng thực tế. Thì các chị thấy phù hợp thì mua. Thế nhưng làm video này thực tế cho Nhiên xin một like. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Xin chào các chị cô chú nha.